Hai cho tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Duy nha. Hiện tại thì Duy đang ở ngoài ruộng các bạn. Chạy xe trên đường đất này nè. Thì thấy nước ở dưới kênh này nó cạn rất là nhiều. Với lại trong ruộng nó cũng cạn nữa. Thì mình trên đây có cầm một cái xô. Thì hôm nay mình sẽ dắt tất cả mọi người cùng với mình sẽ đi ra ruộng. Và dưới kênh này mình sẽ đi bắt ốc nha cả nhà. Thì mình thấy ruộng dưới kênh này ốc rất là nhiều. Thì mình sẽ đi bắt ốc rồi về mình làm món ăn ăn cùng tất cả mọi người nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi bắt ốc nha cả nhà. Ở dưới kênh này nè, dưới bên ruộng thì nước nó cạn rồi thì ốc nó sẽ trừng, nó lòi lại các bạn, mình dễ thấy lắm, dễ bắt lắm. Ok, giờ mình sẽ đi nha các bạn. Đây cả nhà, nước cạn quá có cả chốt lóc rồi cả nhà. Đó. Thấy ngọc bò dưới không? Nhìn dễ thương bự lắm, đây con nữa nè. Cái mương này trong ruộng của người ta. Thì mình thấy ốc rất là nhiều, mình sẽ bắt cái mương này mà đó nữa, hai con nữa. Đi từ đầu bờ bên đó xuống tới đây mình làm được như đây cả nha, bự có nhỏ có, ốc nóc rồng luôn. Giờ mình sẽ đi dài dài tí vào trong đó nha. Đây có con ốc bự nè, ốc nước trong nhìn đẹp lắm, con này ngon. Đây con nữa nè, ốc u vàng chà bá lửa luôn. Còn con nào lòng vòng đây không? Ốc mà nay nước mưa lên, ốc bự lúc nhỏ không có, mà mình lựa mấy con nào mà vừa vừa ăn mình bắt. Thì mình mới đi hết khúc bờ này, giờ mình quay về chỗ này nó đứng, chỗ này có bóng cây nè, bóng cây nó mát, mày mà hết khúc bờ được như đây. Có con ốc bu vàng bự, ốc mình đông rong luôn à. Mấy ốc này thành ở đây chắc lâu năm lắm mà đóng rong luôn. Bây giờ mình sẽ đi bắt tiếp nha. Nhà mình ghé đây mình uống nước nha, ngay cái cô khỉ nè. Ôi dưới đó có ốc bự kìa. Ốc bu vàng bự kìa. Mình xuống mình lụm nó luôn đi, là mình lên mình uống nước. Trời ơi, ốc bu vàng bự. Ủa nó còn nữa kìa. Hai con luôn cái, ngoài đó không còn nữa, ba con bự không, tính ghế uống nước làm được ba ốc bu vàng hết sảy đó, hai con, bốn con nữa kìa, quá trời luôn kìa. Được bờ đó, bự không nữa cả nha. Có con ngon không à, năm con luôn, chỗ này năm con nè, chùm này ba con nè. Tính ghế uống nước thôi mà làm được như đây nè. Mình dễ mình tính uống nước à, làm được mấy ốc ngon quá cả nha. Ốc mập dưới đó còn con đang bò nữa, đó con đang bò đó, con này cũng bự nè. Gom mấy này vô xuống mình lụm nó. Quá ngon cả nhà, nửa thùng à, bắt đầy thùng này là về được một bữa ẩm thực ngon lành luôn.
Dạ. Ngót bự bự không? Đã không? Cho vô thùng luôn. Thì bắt ốc ở dưới kênh thì nước cạn này mình bị dễ thấy lắm cả nhà. Mình sẽ xuống đây mình kiếm coi có không. Đó, trước mắt mình thấy là một con đó, ốc bu vàng. Đi nó hơi mệt chứ. Đi lên dốc xuống dốc nè. Đó là cái đường xe mình để đẳng ngay này, cây cầu khỉ đó. Lụm em. Bắt ốc cặp bờ kiểu này. Ốc thì to đó nhưng mà đi hơi mệt nha cả nhà ơi. Chứ mình thấy mình xuống vậy không. Ê. Tí nữa là xong to rồi. Con nào nói bự bự mập mập không. Cứ thấy cái xuống đó. Đi hết cái bờ kinh này cũng đủ ăn ạ. Cho ốc ngon nha ơi. Ốc mập ngon lắm không. Đó còn ngay còn nó muốn mình đi lên leo lên xe ra nữa. Mình đi vô mương này mình kiếm nó có không, thấy có không, còn nó đang đu cỏ kìa. Thấy gì làm gì thì lụm ơi hai con. Hai con cho vô xô. Muốn đầy xô rồi. Đây cả nhà, thì sau một buổi mình đi thì mình bắt được đầy xô rồi. Đầy cái xô luôn rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ về mình ngâm mớ ốc này rồi mình sẽ làm món ăn cùng tất cả mọi người nha. Giờ mình sẽ đi về nha. Trời nắng quá, giờ trưa luôn rồi. Đi từ sáng sớm mà giờ hành trường nắng luôn à. Có được bao nhiêu đây à. Giờ mình đi về nha. Nè bạn. Bắt cua vàng thì về mình đổ nó thao mình ngâm nha. Ngâm nước thì chừng vài ngày là nó sẽ sạch. Chừng 2 ngày là nó sạch bu. Mình sẽ hấp với lá chanh với lỏi nha cả nhà. Bỏ lá chanh với lỏi dưới. Để nha, ốc mình ngâm rồi. Thì giờ mình sẽ bỏ lên mình hấp nha. Để những con nào ngon bỏ vô hấp. Bỏ một lớp lá chanh với lỏi dưới rồi mình bỏ ốc vô nha cả nhà. Ốc ngon quá, bự. Bự để dưới bỏ lên lửa mình hấp nha cả nhà. Rồi ốc chín thì mình sẽ đâm làm nước mắm nha cả nhà. Đây cả nhà, thì mâm ốc luộc ốc bu vàng luộc của mình á thì chín rồi nha cả nhà. Thì mình luộc với lá ổi với lá chanh nha. Thì rất là ngon rồi cả nhà. Thơm mùi lá ổi cực kỳ luôn, lá chanh. Hôm nay mình sẽ ăn với nước mắm nha. Nước mắm tỏi ớt chua cay. Con nào bự bự làm con à.
ngon gì đâu nha, không có vàng mà ăn cái đầu coi nha cả nhà. Chấm miếng nước mắm à, quá ngon. Mời cả nhà ăn ốc bu vàng hấp lá ổi với mình nha, mời cả nhà nha. Ngon, ốc nào lấy mập mập không nha. Ôi ốc mập mập không, chấm với miếng nước mắm chua cay rồi. Ngon quá. Nay mùa này ốc mập, ốc bắt ngoài sông con nào nói mập ú ụ luôn. Không bự rồi, ốc bự rồi nha. Khó không quá không? Không quá nha. Cay quá. Ốc còn phải cay, phải cay vậy mới ngon. Ở dưới quê mình á, ốc bu vàng này nhiều lắm, đầy sông đầy ruộng luôn. Ốc ở ngoài sông có con nào mấy mập to không, còn trong ruộng thôi thì nó ốm hơn, tại vì trong ruộng nó ít thức ăn hơn á, nên ốc không có mập. Các bạn thấy mình bắt mấy con ốc ngoài sông con nào nó mập mập bự bự không, còn ốc trong ruộng nào nó nhỏ 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 không. Ngon. Ngon quá của chú anh chị à. Mùa này nước cạn á, đi ra ruộng bắt ốc là số 1. Vừa cay mà vừa ngon nữa, vừa thơm mùi lá ổi với lá chanh nữa nha. Có bỏ một lớp lá ổi, một lớp lá chanh ở dưới đít nồi á, nó xong cái mùi lá ổi lá chanh lên thơm. Quá đã. Ốc bu vàng này mình chỉ ăn được tới đầu thôi. Sức ra nữa. Ngon, ngon quá. Tiếp tục nữa nha, còn nước không à, ốc bự nè, mình thấy lại ốc bự nữa nha. Chấm miếng nước mắm nè, nước mắm kẹo à, ăn ngon luôn. Ngon quá nha. Lấy cái đầu đó ra, lấy cái phần gần đầu đó ra, kẹo mày nha, cay quá.
cháy luôn. Nước mắm kẹo kẹo à, cay ăn rất đã. Nay mùa nước cạn á, ai mà gần sông gần kinh gần rạch đồ, mọi người đi mua hấp búa vàng thì làm món kiểu này ăn ngon lắm, hấp với lá ổi với lại lá chanh đó cả nhà. Ăn nước mắm chua ngọt, chua cay chứ không có ngọt, chua với cay không mà cháy luôn. Không có vàng, nó sọc sọc. Còn mấy con này ốc bu vàng chính hiệu, và thấy cái mâm nhà khè luôn, kẹt luôn. Cái nhà thì mình ăn nãy giờ mới có được 1/3 của cái mâm này thôi. Chắc mình xin tạm dừng clip đây để mình ăn hết này quá, chứ ăn hết này thì clip nó rất là lâu, rất là dài. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu bạn thấy hay nhớ cho mình một like, nhớ bấm đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ chiến hết cái đống này rồi vô edit clip rồi up lên cho mọi người xem. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mọi người nên làm kiểu này ăn thử, hấp với lá ổi với lại là lá chanh nha. Ăn rất là ngon. Bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo. Bye bye.